Hiếu Miro xin mến chào toàn thể các bác, kênh em yêu thanh điệu ca hát trên mọi miền tổ quốc nhá. Thì trong cái clip này, Hiếu Miro muốn giới thiệu cho toàn thể các bác anh em yêu âm thanh điệu ca hát một bộ dàn karaoke chỉ hơn 10 triệu thôi các bác nhá. Hơn 10 triệu gồm những thiết bị rất là giá cả rất là hợp lý và bình dân, nhưng chất âm của nó cực kỳ ngọt ngào. Đó là gồm một cục đẩy công suất CA9 dòng Class H, CA9 cộng các bác nhá. Giá chỉ có 3,8 triệu thôi. Một vang số GD Vutin KM5X hàng chính hãng 2,7 triệu. Một lọc xì DBX 22231 với giá là 1,4 triệu. Và trọng tâm đó là một đôi loa cực đẹp các bác nhé, JBL 6012 dòng vân vàng với giá là 6,3 triệu một đôi, loa cực kỳ đẹp các bác nhé, loa mới 100%. Tất cả các sản phẩm bên Hiếu Minh bán là sản phẩm mới 100%, được bảo hành 1 năm các bác nhé. Và đối với các bác nào muốn mua sản phẩm bên Hiếu Minh thì vui lòng gọi điện thoại, các bác đặt hàng bên em sẽ ship hàng tận nơi, nhận được hàng các bác kiểm tra như quảng cáo, không phải thanh toán tiền. Đây là mặt phía trước e căng của đôi loa JBL 6012 cực kỳ chắc chắn các bác nhé. Thì đối với dòng loa này thì bên em đã có mở ra để kiểm tra nội thất cho các bác xem rồi, và hôm nay em xin phép test chất âm của một bộ karaoke cực kỳ ngọt ngào với đôi loa JBL 6012 dòng gân vàng này. Thì sau đây em xin phép anh Tươi giúp em hát một ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm các bác nhé. Anh Tươi ngồi rất là gần nhé các bác nhé, chỉ khoảng độ 1,5 mét thôi. Tiền tình đôi lưỡi trắng chưa không bao giờ rơi như dòng suối tình miên man. Có anh và em còn lại nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Tiền tình từ một chiều dừng chân chú vừa được tin xót thương em ra đi.
trang lạnh lùng. Yobi Aoro xin chân thành cảm ơn anh Tươi nhá. Thì anh Tươi nói giúp em một vài cái từ để các bác nghe cái chất âm của echo. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đấy, thưa các bác anh em nhá, thì cái đối với bộ dàn karaoke này thì bên Yobi Aoro cài chất âm nó rất là hợp lý. Các bác nhá. Cực kỳ hợp lý để anh pha anh Tươi anh cất cao đối với một bộ dàn karaoke đôi loa JBL 6012. Chất âm cực kỳ ngọt ngào luôn. Thì đây cái bộ sản phẩm này là một trong những bộ sản phẩm giá cực kỳ bình dân các bác nhé, nhưng cực kỳ chất lượng. Một cục đẩy công suất CA9 2 kênh có mặt hiển thị điện tử với giá chỉ có 3.800.000 bảo hành 1 năm. Một Vanger Cutin KM5FX hàng chính hãng các bác nhé. Hàng chính hãng 100%. Một loa một lọc xì DBX 2231, một cấu hình rất cơ bản và bình dân. Một cục đẩy, một Vanger, một lọc xì và một đôi loa. Thì các bác nào có nhu cầu yêu thích thì có thể liên hệ cửa hàng Hiếu Minh Audio ở số 451 Quang Trung, Hà Nội và các số điện thoại như Hiếu Minh đang quay đây. Thì Hiếu Minh Audio xin mến chào và hẹn gặp lại các bác.